Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ, ông Nguyễn Văn Tài, 49 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, điều khiển xe máy biển kiểm soát 60 m 4 7501 chở vợ là Lê Thị Kim Anh, 55 tuổi, lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ cầu Đồng Nai về ngã ba Tam Hiệp. Khi đến ngã tư Vũng Tàu, đoạn qua phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, cặp đèn đỏ, ông Tài cho dừng xe thì bị xe tải biển kiểm soát 63C 04898 chạy cùng chiều, đang rẽ phải vào quốc lộ 51 chậm lên tông trúng. Vụ va chạm khiến hai vợ chồng ngã xuống đường, bà anh bị bánh xe tải cán tử vong, ông tài bị thương nhẹ nhưng tâm trạng hoảng loạn khi chứng kiến vợ chết thảm. Sau khi gây tai nạn, tài xế rời khỏi hiện trường, vụ việc khiến giao thông ùn tắc kéo dài gần 1 giờ. Người dân cho biết Kể từ khi lực lượng chức năng cho phép các phương tiện được trẻ phải từ quốc lộ 1 vào quốc lộ 51 khi đèn đỏ, khu vực này thường xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.